Hôm nay mình có mặt ở trên khu Ba Dông nha các bạn. Thành phố Ba Dông. Khu dân cư Ba Dông thuộc huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang nha. Nằm ở Vĩnh Phú nha các bạn. Để anh Hải nút lên cái dây xanh này kìa. Cây xanh này khủng lắm rồi. Tàn nó lớn. Gốc nó nằm ở trong xi măng nha, cho nên nó bị ấy nha, nó bóp. Giờ anh Hải lên nha các bạn. Những cây xanh nó đương gì là khó cắt luôn nha, tại rễ của nó bám dính. Đây thì có dây điện luôn nha, điện trên điện dưới luôn, ngang qua. Ở trên là điện bao pha luôn, ở dưới này thì điện lồng thòng luôn, quá trời nhiều. Điện méo rồi điện trước. Xe. Rồi tắt rồi. Xe qua cái hải không? ra ngoài coi xe nhảy không? Dính dở kìa, có thế nào? Này xé nhỏ ra củi luôn mà rất là lâu. Làm cái mình hải luôn nha, cái nhánh mình không ghé đây vậy? Cái làm này là hoài không? Bình minh chưa? Dữ thằng ơi trời. Nói bắt nữa gì đây mà nó sụ xuống từ từ á, nghe mắt nó giòn kìa. Xuống đi rồi chịu hả? sống. Hết cái gì là xong các bạn, bấm thêm lóng nữa là xong rồi. Xin kết thúc clip này đây nha, hẹn các bạn clip tiếp theo của mình nha. Bye bye các bạn nha. Như trước có 3 tợp xí qua cái được rồi. Nổi không nổi? Nổi không còn. Rồi, đi xong này các bạn.